Bản tin sáng ngày 20 tháng 7 Ukraine nói chuẩn bị nhắm vào hạm đội biển đen của Nga bằng vũ khí phương Tây Ukraine giữ vững thành phố ở Donetsk Thị trưởng Mykolaiv nói số tên lửa bắn vào thành phố vượt quá khả năng của hệ thống phòng không Lính huấn luyện Anh nói các tân binh của Ukraine rất hăng hái EU không tin Nga mở lại đường ống Nord Stream 1 Sức mạnh tên lửa chống hạm Flying Fist pháp viện trợ cho Ukraine. Nga chi hơn 50 triệu đô la Mỹ để giữ cho tổng thống Putin không nhiễm Covid. Báo Mỹ tin, Trung Quốc chuẩn bị phạt TT hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 20 tháng 7, được phát sóng trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Habrilov cảnh báo về việc sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào hạm đội biển đen của Nga. Ông Habrilov nói với The Times hôm thứ Hai ngày 18 tháng 7 rằng, Việc tấn công hạm đội có thể giúp Ukraine lấy lại Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Trang báo Anh dẫn lời ông Habridov nói, Nga sẽ phải rời Crimea nếu họ muốn tồn tại như một quốc gia. Vị quan chức Ukraine nói tiếp, Chúng tôi đối mặt với mối đe dọa thường trực từ hạm đội biển đen của Nga. Với những công nghệ và năng lực mới mà chúng tôi nhận được, chúng tôi phải giải quyết mối đe dọa này chúng tôi sẵn sàng nhắm vào mục tiêu đến bọn họ trên toàn biển đen nếu chúng tôi có khả năng đó. Vũ khí do Mỹ cung cấp đã giúp Ukraine đẩy lùi Nga trong những ngày gần đây. Tuần trước, Ukraine cho biết họ đã phá hủy hai kho đạn của Nga ở thành phố Nova Kakhovka, miền nam nước này bằng cách sử dụng HIMARS. Một báo cáo The Moscow Times công bố hôm thứ Hai cho biết, Nga đang phải vật lộn để bảo vệ các xe tăng của mình trước vũ khí mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Trước đó vào tháng 5, Anton Grushenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine viết trên Twitter rằng Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt hạm đội Biển Đen. Ông Habrilov nói với The Times rằng các quan chức Ukraine đang đàm phán để xác định xem liệu họ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lực lượng Nga ở Crimea hay không. Ông nói, không sớm thì muộn chúng tôi sẽ có đủ nguồn lực để nhắm vào Nga ở Biển Đen và Crimea. Crimea là lãnh thổ của Ukraine. Đó là lý do tại sao bất kỳ mục tiêu nào ở đó đều hợp pháp đối với chúng tôi. Tướng Philip Ridloff, người từng là chỉ huy đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, nói với The Times trong tháng này rằng, cầu Ebitkek là một mục tiêu hợp pháp. Nó là cây cầu nối giữa lục địa Nga và Crimea. Thưa quý vị, các quan chức quốc phòng Ukraine cho biết Bất chấp sức ép từ phía Nga, thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk vẫn được giữ vững. Theo CNN, trong ngày 19 tháng 7, Vitaly Barabas, người đứng đầu lực lượng vũ trang thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk, cho biết quyền kiểm soát thành phố vẫn nằm trong tay của Ukraine, bất chấp các cuộc không kích liên tục của Nga. Ông Vitaly Barabas nói, trong khoảng 3 ngày trở lại đây, Nga đã đẩy mạnh việc gia tăng sức ép về phía Avdiivka. Thực tế Nga đã giành được quyền kiểm soát một vài khu vực ở ngoại ô thành phố, nhưng họ không thể giữ được lâu. Sau một đêm, là chúng tôi sẽ đoạt lại các khu vực này. Cũng theo ông Barabas, tình hình hiện tại ở Donetsk tuy ổn định nhưng vẫn căng thẳng. Ông cũng khẳng định việc Nga tuyên bố đã xây dựng các khu định cư tại đây là không đúng sự thật. Ông nói: "Vài ngày trước họ đã tấn công rất ác liệt theo hướng này và như bộ tổng tham mưu đã tuyên bố, họ đã đạt được một số thành công, nhưng nó không kéo dài được bao lâu." vì vào buổi tối chúng tôi sẽ giành lại. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 4 xe tăng, 4 xe quân sự và 40 lính Nga trong các cuộc giao tranh gần đây. Người đứng đầu lực lượng vũ trang của Avdiivka cũng ca ngợi hệ thống HIMARS và các xe lựu pháo vì tạo ra sự khác biệt trong các cuộc giao tranh. Tuy vậy, ông Barabas cũng cảnh báo về việc các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đang sản xuất một lượng lớn bom đạn, tức là cuộc pháo kích sẽ không kết thúc trong tương lai gần. Thưa quý vị, thị trưởng Mykolaiv Alexander Senkevich cho biết số lượng tên lửa được bắn vào thành phố phía nam hàng ngày vượt xa những gì mà hệ thống phòng không của họ có thể đối phó. Ông Senkevich nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba ngày 19 tháng 7 rằng, trong vài tuần, thành phố đã bị pháo kích vào mỗi buổi sáng. Ông cho biết, vì vậy tốt hơn là rời khỏi thành phố để bảo toàn sinh mạng. Nga gần đây đã sử dụng tên lửa S-300, vốn thường là vũ khí phòng không để chống lại Mykolaiv. Ông cho biết hiện có 230.000 cư dân trong thành phố, khoảng một nửa dân số trước chiến tranh. Hầu hết những người ở lại là người cao tuổi. Những người lính Anh huấn luyện tân binh mới của Ukraine tại Vương quốc Anh nói rằng họ rất hăng hái. Những hình ảnh từ Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 7 cho thấy một số tân binh Ukraine đang học cách xử lý súng trường tấn công. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết, các tân binh của quân đội Ukraine đã đến Vương quốc Anh trong tháng này nơi họ đang được cung cấp các kỹ năng cần thiết để chiến đấu hiệu quả, tấn công kẻ thù trên chiến tuyến và bảo vệ quê hương của họ. Trong đoạn phim, một người lính Anh có tên Lance Corporal Lawrence nói rằng tôi thực sự muốn truyền tải thông điệp đến mọi người về những gì mà tân binh của Ukraine đang làm. Bởi vì tôi không nghĩ rằng thực tế của việc đó đã ảnh hưởng đến rất nhiều người tại đất nước của họ hoặc rất rất nhiều người. Giống như những người này là thợ xây dựng và thợ ống nước, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ, Họ không phải là quân nhân, họ là những người đã có gia đình và mái ấm, nhưng mọi người đã ở đây đều là tình nguyện. Một người lính khác được xác định là Đại úy Russian, nói trong đoạn phim Chúng tôi thực sự ngạc nhiên với mức độ quan tâm của họ và mức độ sẵn sàng học hỏi của họ. Họ thực sự rất rất hăng hái, rất quan tâm và chúng tôi thực sự rất vui khi được làm việc với họ. Các hình ảnh cũng được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine chia sẻ vào Chủ nhật cùng với một tuyên bố bằng cả tiếng Ukraine và tiếng Anh. Lực lượng vũ trang Ukraine rất biết ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của Vương quốc Anh. Tuyên bố cũng cho biết, chương trình do Vương quốc Anh tổ chức đã huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine cho phép họ mở rộng quy mô kháng chiến khi tiếp tục bảo vệ chủ quyền của quốc gia mình. Chương trình này là một phần trong cam kết lâu dài của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược vô cớ của Điện Kremlin. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu không cho rằng Nga sẽ tái khởi động đường ống Nord Stream 1 theo kế hoạch và đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách ngân sách Sean ngày 19 tháng 7 nói rằng Chúng tôi không kỳ vọng đường ống sẽ hoạt động trở lại. Chúng tôi đang hành động theo giả định đường ống không hoạt động trở lại và cần có các biện pháp bổ sung trong trường hợp đó. Nord Stream 1 là hệ thống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức, đang trong quá trình bảo dưỡng định kỳ thường niên trong thời gian 10 ngày, dự kiến hoàn tất vào ngày 21 tháng 7. Tuy nhiên, nhiều nước châu lo ngại Nga có thể kéo dài thời gian bảo trì để trả đũa các lệnh trừng phạt phương Tây ác với Moscow, làm xóa trộn kế hoạch tích trữ cho mùa đông tới và đẩy cuộc khủng hoảng khí đốt tại khu vực leo thang. Nga tuyên bố mọi đồn đoán Nord Stream 1 dừng hoạt động sau bảo trì là không phù hợp. Tuy nhiên, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom ngày 14 tháng 7 gửi thư cho các khách hàng châu Âu tuyên bố việc gián đoạn nguồn cung là tình trạng bất khả kháng, Tuyên bố này không đồng nghĩa Gazprom sẽ ngừng giao khí đốt cho châu Âu, song tập đoàn sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu không đáp ứng các điều khoản trong hợp đồng. Bất khả kháng là điều khoản được bao gồm trong các hợp đồng để loại bỏ trách nhiệm đối với các tình huống không thể tránh khỏi, gây ra gián đoạn với tiến trình dự kiến và ngăn các bên tham gia thực hiện nghĩa vụ của mình. Nguy cơ Nga dừng cung cấp khí đốt có thể gây ra thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp, khiến các quốc gia châu Âu gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế. Uniper là công ty nhập nhiều khí đốt Nga nhất tại Đức, đã kêu gọi chính phủ giải cứu. Ủy ban châu EC dự kiến công bố một kế hoạch phối hợp vào ngày 20 tháng 7 để kêu gọi các nước thành viên giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt, từ đó giảm thiểu tác động trong trường hợp Nga cắt nguồn cung. Ủy ban châu Âu có thể hướng đến bắt buộc các thành viên phải cắt giảm tiêu thụ khí đốt nếu cần nhằm tránh kịch bản tồi tệ vào mùa đông tới. Thưa quý vị, trong số những vũ khí pháp viện trợ cho Ukraine, Tên lửa chống hạm Flying Fish là một trong những vũ khí được nhiều nước quan tâm. Về sức mạnh mà tên lửa chống hạm này sở hữu là như thế nào? Theo hãng truyền thông Mỹ CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, Pháp đã chuyển giao một lô xe bọc thép do nước này sản xuất cho Ukraine, đồng thời đang xem xét việc chuyển giao tên lửa chống hạm Flying Fish cho nước này. So với sự chậm chạp của Đức, tốc độ cung cấp viện trợ quân sự của Pháp là khá ổn. Hiện tại đã có 12 khẩu pháo tự hành Caesar được chuyển giao cho Ukraine. Ông Macron cũng cho biết thêm, 6 khẩu pháo tự hành Caesar sẽ được chuyển giao tiếp. Xe bọc thép bánh lốp VBA do Pháp sản xuất Xe bọc thép mà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhắc đến là xe bọc thép bánh lốp VBA do Pháp sản xuất. Chiếc xe được đưa vào hoạt động từ năm 1976. Khoảng 5.000 chiếc đã được sản xuất với nhiều cấu hình khác nhau và được xuất khẩu rộng rãi trên khắp thế giới. Trong số các loại xe bọc thép có bánh lốp, VBA của Pháp có kích thước nhỏ nhất và trọng lượng nhẹ nhất. Xe bọc thép CM34 báo gấm của Đài Loan thường được gọi là thiết giáp 8 bánh, dài 7 m và nặng 22 tấn. BTR-80 của Nga dài gần 8 m và nặng 13,6 tấn. Còn Spy của Mỹ dài 7 m và nặng 16,5 tấn. Xe bọc thép VBA của Pháp dài chưa đến 6 m và chỉ nặng 13,8 tấn, nhưng số lượng người nó có thể chở không hề ít. Hai người lái có thể chở theo 10 lính đánh bộ, số lượng người lái đã vượt quá xe bọc thép Boxer của Đức và xe bọc thép Spy của Mỹ. Việc lựa chọn vũ khí của xe bọc thép VBA rất hạn chế, thường là súng máy 12,7mm hoặc 7,62mm. Một số xe bọc thép có thể chọn trang bị tên lửa chống tăng HOT. Tên lửa chống tăng HOT là tên lửa chống tăng tầm xa thế hệ thứ hai do Đức và Pháp hợp tác phát triển, tương tự như tên lửa chống tăng kéo của Mỹ nó sử dụng hệ thống dẫn đường bằng dây và có tầm bắn tối đa là 4 km. Phiên bản mới nhất của HOT-3 có khả năng xuyên giáp đạt tới 1.250 mm, khiến nó trở thành tên lửa chống tăng hạng nặng. Toàn cảnh tên lửa Flying Fish của Pháp So với các phương tiện bọc thép ít người biết đến, tên lửa Flying Fish của Pháp là loại tên lửa uy lực và nổi tiếng thế giới. Mẫu tên lửa Flying Fish đầu tiên được phục vụ trong Hải quân Pháp vào năm 1973, Chiều dài của nó chỉ 4,9m, đường kính 348mm, dài cánh 1,1m và tầm bắn rất gần, chỉ 70km. Giống như tên lửa Neptune của Ukraine đã bắn chìm tàu chiến Nga lần này. Tên lửa chống hạm Flamefish là tên lửa chống hạm cận âm đầu tiên trên thế giới. Dấu hiệu của nó là bay ở độ cao cận âm. Nó có thể bay ở độ cao thấp từ 5 đến 15m. Sau khi bật radar trong 10km cuối cùng để bắt mục tiêu, độ cao giảm xuống còn 2 hoặc 3m nằm hoàn toàn trong phạm vi điểm mù của radar đối phương. Có thể tạo ra một đòn chí mạng cho đối phương và đầu đạn của nó nặng tới 165 kg. Tên lửa Flying Fist sử dụng động cơ tên lửa rắn thay vì động cơ tô nên tầm bắn tương đối ngắn. Đó là do không có nhiều nhu cầu về tầm bắn của tên lửa trong thời kỳ đầu phát triển tên lửa Flying Fist. Tên lửa Flying Fist thế hệ đầu tiên có tầm bắn chỉ 40 km, đủ sức gây sát thương lớn cho tàu chiến đối phương còn tên lửa Flying Fish cải tiến có tầm bắn 70 km. Tên lửa Flying Fish đã được nâng cấp nhiều lần. Phiên bản mới nhất được sản xuất vào năm 2010 có tên là Flying Fish Block 3. Tên lửa Flying Fish cải tiến là một bước nhảy vọt về chất lượng so với người tiền nhiệm của nó. Thay đổi lớn nhất là việc thay thế động cơ tên lửa bằng động cơ tua và bổ sung 4 cửa hút gió nhỏ ở phía sau cánh chính. Sau khi thay đổi sức mạnh, tên lửa Flying Fist mới có tầm bắn tối đa hơn 180 km. Đồng thời, thiết bị tìm kiếm con quay hồi chuyển laser. Hệ thống dẫn đường quán tính cũng được cải tiến và hệ thống định vị vệ tinh Galileo được khai triển ở châu Âu cũng có thể được sử dụng, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể. Tên lửa Flying Fist có thể giúp Ukraine Không rõ Pháp dự định cung cấp cho Ukraine lô tên lửa Flying Fist nào. Nếu đó là lô tên lửa Flying Fist thời kỳ đầu, thì không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, tầm bắn 70 km còn hơn không. Chưa kể Ukraine đã có tên lửa Harpoon do Mỹ sản xuất và tên lửa Neptune do chính họ phát triển, nên có thể không cần đến các mẫu tên lửa Flying Fish cũ. Nếu Pháp sẵn sàng cung cấp lô tên lửa Flying Fish mới nhất, đây sẽ là nguồn bổ sung tốt cho Ukraine. Bổ sung cho tên lửa Neptune của nước này và tên lửa Harpoon của Hoa Kỳ. Hiện tại có vẻ như việc Pháp cung cấp tên lửa cho Ukraine có thể không giúp Ukraine nhiều như họ kỳ vọng. Lần này, chiến trường Ukraine đã trở thành sân khấu để các nhà kinh doanh vũ khí của nhiều nước giới thiệu sản phẩm của mình. Ví dụ, xe tải Sisso của Pháp đã tìm được người mua mới. Ngày 14 tháng 6, Litva và Pháp đã ký thỏa thuận mua 18 khẩu pháo tự hành Sisso, được sản xuất bởi công ty Nexter của Pháp. Pháo tay Siso là loại pháo 155mm gắn trên xe tải, có khả năng bắn 6 phát mỗi phút ở tầm bắn 40km. Thưa quý vị, BBC đưa tin, theo các dữ liệu được công bố trên các nguồn của chính phủ Nga, khoảng 54,6 triệu đô la Mỹ được chi cho các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của Tổng thống Putin trong 2 năm đại dịch. Khoản này gồm chi phí cách ly cho các nhân viên Điện Kremlin, các phi công và bác sĩ tiếp xúc với ông Putin, các xét nghiệm PCR và kháng thể và thậm chí cả xét nghiệm cúm, nhiễm trùng vi khuẩn cũng như xét nghiệm run. Khi đại dịch COVID-19 cao điểm, tổng thống Nga Putin là một trong những nhà lãnh đạo được bảo vệ cẩn mật nhất trên thế giới. Và hiện giờ vẫn vậy, mặc dù các biện pháp phòng chống COVID đã được nới lỏng trên khắp thế giới. Bất kỳ người nào trong phạm vi 1 km từ vị lãnh đạo Nga, trong đó có hàng chục người như bác sĩ, nhân viên phục vụ phi công và nhiều người khác phải cách ly 2 tuần và làm ít nhất là 4 xét nghiệm COVID, cũng như các xét nghiệm khác trong đó có trường hợp phải xét nghiệm phân. Hồi đầu dịch, việc xét nghiệm COVID thường xuyên là cần thiết, nhưng khi số ca nhiễm ở Nga giảm dần theo thời gian, các biện pháp bảo vệ ông Putin vẫn không thay đổi. Mặc dù Tổng thống Putin được cho là đã được tiêm vaccine chống COVID, việc xét nghiệm tất cả những ai có tiếp xúc với ông vẫn là bắt buộc. Ngoài ra, các xét nghiệm mới cũng được áp dụng, chẳng hạn xét nghiệm kháng thể cảm, cúm, nhiễm trùng vi khuẩn stop cũng như xét nghiệm mẫu phân cho bệnh run sán với một số người. Tháng 2 năm 2022, một số cơ quan truyền thông Nga dẫn các nguồn ẩn danh nói rằng, một số nhân viên điện Kremlin tiếp xúc thường xuyên với vị Tổng thống phải nộp mẫu phân mỗi tuần một lần. Các nguồn cũng cho rằng tổ bay và nhân viên hàng không tham gia vào việc chuyên trở vị Tổng thống cũng phải xét nghiệm thường xuyên. Trong trường hợp của họ, phải làm rất nhiều loại xét nghiệm từ xét nghiệm nhanh PCR tới xét nghiệm kháng thể tới xét nghiệm phân. Tổng số ước tính Nga đã chi 2,1 triệu đô la Mỹ cho các nhân viên hàng không làm các loại xét nghiệm trong hai năm qua. Một bác sĩ Nga, một chuyên gia bệnh lây nhiễm, nói với BBC rằng mức độ xét nghiệm quá nhiều này không thể có mục đích y tế. Ông nói có thể tất cả các xét nghiệm này không dựa trên cơ sở y học, mà là một nỗ lực của các quan chức cấp dưới để lấy lòng các sếp để chứng tỏ là họ đã nghĩ tới tất cả mọi chuyện. Thưa quý vị, báo tạp chí Phố dẫn các nguồn tin cho hay, Trung Quốc chuẩn bị phạt ứng dụng gọi xe TT hơn 1 tỷ đô la Mỹ liên quan đến các vi phạm an ninh dữ liệu sau cuộc điều tra kéo dài một năm qua với công ty này. Theo bản tin đăng ngày 19 tháng 7 của tạp chí Forbes khoản tiền phạt 8 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 1,28 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 4,7% tổng doanh thu 27,3 tỷ đô la Mỹ của TT trong năm 2021 các nguồn tin của báo này giấu tên vì thông tin chưa được công bố. Nếu được xác nhận, đây sẽ là khoản phạt lớn nhất của chính quyền Trung Quốc đối với một công ty công nghệ trong năm qua. Trước đó, công ty này đã chuẩn bị sẵn 10 tỷ nhân dân tệ để nộp phạt. Năm ngoái, gã khổng lồ Alibaba và công ty vận chuyển Meituan bị các cơ quan chống độc quyền Trung Quốc phạt lần lượt là 2,75 tỷ đô la Mỹ và 527 triệu đô la Mỹ. Titi được thành lập năm 2012 bởi Trình Duy, cựu nhân viên của Alibaba với sự hỗ trợ của SoftBank Group và Uber. Sau này, Titi đã phát triển thêm các dịch vụ khác như xe hơi riêng, xe buýt. Titi cũng đang đầu tư vào xe điện, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác. Tháng 7 năm 2021, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC yêu cầu xóa ứng dụng của gã khổng lồ gọi xe Titi khỏi các cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động ở Trung Quốc. Cơ quan này cũng cho biết họ đang điều tra việc Titi thu thập trái phép dữ liệu khách hàng khi đó, Titi là một trong những hãng công nghệ đối mặt với các chính sách kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền Trung Quốc. Với việc xử phạt này, cuộc điều tra với Titi cũng sẽ khép lại. Theo tạp chí Forbes, Trung Quốc dự kiến sẽ nới lỏng lệnh cấm Titi tăng thêm số người dùng, cho phép đưa ứng dụng trở lại các nền tảng trong nước. Ngoài ra, nó cũng mở đường cho Titi niêm yết cổ phiếu mới ở Hồng Kông. Thưa quý vị. Bản tin sáng ngày 20 tháng 7 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.